Chào Đồng Hương, hôm nay mình sẽ review một căn nhà gần ở Downtown Dallas, khoảng 10 phút. Căn nhà này có giá cũng rất là tốt, thích hợp ở hoặc đầu tư. Thì trên màn hình các bạn thấy là cái chữ Dallas nằm phía bên trái, đó là Downtown của Dallas. Và căn nhà mình đang chuẩn bị review ở đây á, thì cách đầu thao khoảng 10 phút lái xe ở highway, ở xa lộ. Thì căn nhà này ở cái số là zip code 75217. Mình đang zoom in cái nhà này. Hiện tại cái giá nhà này được rao bán là 174.900. Thì đó là cách người ta để cái giá lên để mà nó... Khi người ta tìm ở cái mức là 175.000 thì cái giá này, cái nhà này sẽ hiện lên. Thì đây là cái khu nhà của cái nhà này đang được bán. Ở số là 6234 Trinity Creek Drive, Dallas. Thì cái website này mình đang dùng Zillow. Zillow có thể cho mình những cái thông tin rất là cần thiết về cái căn nhà này. Thì trong cái căn nhà này, hiện tại cái website nó đưa lên là 3 phòng ngủ. Nó để chữ 3 bath. Tuy nhiên cái này là thật ra là 2 phòng tắm và một cái half bath. Cái năm mà xây dựng là 2007. Cái giá mỗi square feet là $70. 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, one half bath, nghĩa là cái phòng đó chỉ có cái chỗ rửa mặt với lại toilet thôi. Cái phần là cái nền á, diện tích nền là sàn là 2.500 square feet và nó có thảm và lót gạch, cái carpet and tile. Foundation đó là slab, nghĩa là nền xi măng. Xây năm 2007 thì cái nhà này khá mới. Và thông tin thêm nữa mình đang xem thêm, đang đi xuống xem thêm. Thì cái nhà này hiện tại nó nằm ở khu quản lý nhà là HOA. Có HOA, phải trả tiền HOA mỗi tháng. Đây là cái giá ước lượng của căn nhà của Zillow. Thì Zillow ước lượng là 175 tới 207.000. Thì trong cái giá mà người ta đưa lên đây, mình thấy cái giá của nhà này rất là tốt để mà mua. Đây là cái hình của cái nhà, hình phía trước căn nhà. Nhìn cũng rất là sáng sủa. Garage thì phía trước chạy vô. Hai xe có thể chạy vô và phía ngoài mình có thể đậu thêm hai chiếc nữa cũng được, không sao. Thì cũng khá rộng. Phía trước căn nhà thì có cái trái đi ra, nhìn thiết kế cũng nhìn cũng được. Và cái màu gạch thì cũng sáng. Căn nhà này có hai tầng. Thì đây là phần phía trước của căn nhà. Nói chung là cũng rất là sáng sủa. Và so với cái năm xây dựng, cái năm này thì rất là tốt. Cái phần thứ hai là bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình đi vô cái căn nhà này mình xem như thế nào. Đây là khi mình đi vô cái thảm, mình thấy cái thảm hiện tại nó rất là cũ. Tại vì cái nhà này mình nghĩ là không có clean sạch sẽ cái carpet, cái thảm này. Tuy nhiên cái phần này mình không có quan tâm lắm, tại vì cái thảm là cái rất là dễ thay.
Nhiều người vô thấy cái thảm này là sợ liền, không dám mua. Tuy nhiên, hiện tại, trong thời điểm hiện tại, mình tìm mua nhà sẽ rất là khó. Và cái thảm này, thực ra mình có thể tháo ra mình thay cái mới, hoặc mình có thể thay luôn bằng gỗ, bằng gạch, hoặc lấy mini, rất là dễ. Và nó sẽ mới thay mới hoàn toàn. Căn nhà xây năm 2007, do đó cái phần mà tường, foundation hoặc là nước sơn hiện tại cũng ok, cũng tốt. Ngoại trừ cái thảm ở đây mình thấy nó dơ. Và biết chắc là với cái thảm dơ này mình vô sẽ có cái mùi của cái thảm, thì mình nên thay luôn cái thảm này. Khi mình cho thuê, mình có thể thay luôn cái thảm mới. Đây là cái phần phòng khách. Phòng khách thì phòng khách này nó có cái lò sưởi. Cái nhà này nó nói là có hai living room, cái phòng khách phía trước và phía sau. Thì đây là một góc nhìn khác của cái lò sưởi của phòng khách. Thì nhìn cũng khá rộng, không gian này cũng rộng. Phòng khách phía trước và sau. Đây là cái phòng ăn. Phòng ăn thì nó là đối diện luôn cái chỗ phòng bếp. Đối diện ngay cái bếp. Thì cũng khá rộng rãi. Thì đây là cái bếp. Cái bếp của mình thấy là có cái kitchen island. Là cái nằm ở giữa. Cái bàn ở giữa. Theo mình thì những cái cabinet này có thể sơn lại màu khác, nó sẽ sáng sủa hơn. Và cái nhà này mình thấy là cần phải thay cái máy hút. Thì máy hút ở trên cái chỗ cái lò, mình thấy là cần phải thay, tại vì cần phải gắn cái mới vô, tại vì cái đó nó mất rồi. Về những phần khác thì cái bếp mình thấy cũng tạm được. Chỉ có cái thảm thôi mình thấy hơi dơ. Cái này gọi là half bath nè các bạn. Cái phần này half bath, cái phần, chỗ mà không phải phòng tắm mà cái chỗ để đi vệ sinh rửa mặt, có một cái toilet ở chỗ này. Đó là lý do người ta gọi là half bath. Đây là một cái phòng ngủ. Phòng ngủ thứ nhất. Cái màu này hiện tại vô thì thấy không thích liền, thì mình có thể sơn cái màu mới. Hiện tại cái phần sơn không phải là cái vấn đề khó khăn lắm. Ngay cả những người tập sơn lần đầu vẫn có thể sơn được, rất là dễ, không khó lắm. Mình tự sơn, nếu mình ở đây mình tự sơn thì cũng tiết kiệm được mình một số chi phí. Đây là phòng tắm. Phòng tắm thì hiện tại nhìn cũng còn ok. Đây là một phòng ngủ. Phòng ngủ này thì thấy cũng sáng sủa, có hai cửa sổ. Cái căn nhà này rộng, do đó là ba phòng, chỉ có ba phòng ngủ thôi, do đó phòng ngủ này cái diện tích của nó cũng khá rộng. Đây là phòng master, phòng ngủ chính lớn. Thì thường phòng master nó có cái luôn cái bathroom đi vào luôn, ở trong phòng luôn. Đây là một góc nhìn khác của cái phòng đó. Đây là một cái phòng tắm của phòng master bath. Thì mình có luôn cái tắm đứng shower. Và một cái bên kia là có cái bathtub, cái bồn tắm. Có thể cho em bé tắm trong đó cũng được. Và cái sink của mình có hai cái chỗ để mình rửa mặt. Mình thấy cái sink này thấy nó rất là dơ. Tuy nhiên những cái vấn đề này chỉ là cái nhỏ thôi. Mình về mình có thể clean up trở lại, không thành vấn đề. Gạch thì nhìn cũng không đẹp lắm. Tuy nhiên nếu mà người ta đã lót gạch rồi thì gạch nó sẽ chắc chắn hơn. Cái nền gạch này chắc chắn hơn là cái đá mini. Đây là cái sân sau. Sân sau cũng khá rộng. Hiện tại nó không có patio. Nếu mình ở mình có thể thay thêm cái trái bên ngoài, cái patio bên ngoài. Còn nếu mình cho thuê cái này thì vẫn để bình thường, không có vấn đề gì cả. Mình cố gắng giữ nó đơn giản nếu mà mình cho thuê.
Đây quay lại cái phần trước của căn nhà. Đó. Tổng quan cái những cái vị trí và những cái phòng của căn nhà. Thì quay lại cái thông tin của căn nhà. Thì xây năm 2007 thì năm nay là năm 2019 thì cái căn nhà này cũng còn khá mới. Hơn 10 năm, 12 năm, nghĩa là 12 năm, tuy nhiên không có vấn đề gì cả. Cái này dường như là mới. Mình chỉ về sơn lại, thay cái nền thảm của mình, thay mới, hoặc là mình thay bằng laminate, hoặc là gỗ, hoặc là bằng gạch, thì nó sẽ sáng sủa trở lại và như mới. Không có vấn đề gì cả. Cái giá của từng square footage của nó có $70 thì rất là rẻ. Một căn nhà mà xây mới thì trung bình cũng khoảng trên $100 một square feet. Tùy theo cái tiêu chuẩn của mình thì nó có thể cao hơn rất nhiều. Thì căn nhà này liệt kê, nó đưa lên mạng là khoảng 3 ngày rồi. 3 ngày, tuy nhiên mình có coi qua là cái số lượng người coi cái nhà này rất là nhiều. Tại vì cái giá này và cái diện tích này sẽ rất là hot. Mọi người rất là thích, rất là nhiều người muốn mua cái căn nhà này. Thì phía bên trái của mình nó sẽ liệt kê cái giá trị của từng căn nhà kế bên. Mình coi, có thể coi những căn nhà kế bên và so sánh với căn nhà mình muốn mua. Để em biết cái giá nhà của mình mua không bị hố, hoặc là nghĩa là giá cao quá. Với căn nhà này thì mình có thể mua, mình cho thuê trong vòng 5-10 năm thì mình có thể bán lại cái nhà này giá cùng giá đó mà gấp đôi. Ở cái khu này á, thì không phải là cái khu mà gọi là tốt nhất. Tại vì do cái trường học, nó cái điểm này hơi thấp. Tuy nhiên cái giá nhà này rất là tốt để mà mua. Ở cái mức là bán 175, nhưng mà mình nếu mình mua, mình sửa lại, mình có thể bán liền. Có thể là liền, còn nếu mình muốn không cần tiền, mình đầu tư lâu dài thì mình có thể cho thuê 5-10 năm, mình có thể bán lại. Và mình có thêm cái tiền lời là tiền thuê. Khi mình thuê những căn nhà mới như thế này cũng không có bị hư hại nhiều, mình không phải lo nhiều như những căn nhà xây năm 60, 70, 80. Thì đó là cái phần thông tin của căn nhà mình thấy trong tuần này. Cái căn nhà này là căn nhà đáng mua. Mình có thể mua để đầu tư, hoặc là nếu căn nhà đầu tiên của mình mua để ở và đi làm gần downtown Dallas thì cái căn nhà này cũng là một trong những lựa chọn. Nếu mình có cái budget của mình khoảng trong cái vòng cái tầm tiền này, mình có thể, hoặc là mình có thể vay mình mua cũng được. Cái chi phí bỏ ra không cao so với những nhà ở khu khác. Thuế năm 2018 là 4.476 cho căn nhà này. Tuy nhiên năm 2019 này, ở đây là trường học thì nó ranking chỉ có 2 điểm. Hiện tại nếu bạn ở cái khu này mà có con gái đi học thì cũng là một cái mối quan tâm. Nếu mình ở không có con cái, mình chỉ đi làm mà thôi thì cái khu này ở cũng không sao. Cái thuế hồi nãy mình nói là năm 2019, cái thuế của những căn nhà khu này sẽ tăng hơn, tại vì giá nhà tăng, do đó cái thành phố Dallas cũng tăng cái thuế cho cái khu nhà này. Hiện tại căn nhà mình cũng bị tăng thuế như vậy, do định giá cái nhà nó tăng lên. Đây là cái phần mà xem cái thông tin nhà trên website của thành phố. Thì sẽ xem cái căn nhà mình sẽ coi được là chủ là ai, và cái ước lượng cái giá trị của căn nhà như thế nào, cái proposed values là bao nhiêu. Thí dụ thành phố để là cái land, cái đất là 25.000,
improvement là cái phần xây dựng thêm là 155.000. Tuy nhiên cái giá đất 25.000 hiện tại mình rất là khó tìm. Và ở đây là thông tin thêm là cái năm xây dựng là bao nhiêu, 2007. Desirability là cái phần mà cái nhà nó còn cái tình trạng còn good, nghĩa là rất tốt, cái phần tốt còn tốt. Cái depreciation là khoảng 15%, thì khi xây tới giờ ở thành phố đó cho cái giá trị nó giảm đi là 15%. Cái này cũng tốt cho mình, tại vì nếu mà giảm cái đó thì cái thuế mình đỡ tốn hơn. Và thông tin về cái phần khác, chẳng hạn như foundation, cái nền, heating và cái air conditioning như thế nào. Và đây là phần history, cái phần lịch sử của cái căn nhà này. Mình có thể vô đó xem. Mình thấy là total estimated tax là 5.000. Cái tax năm 2019 là 5.140. Hồi nãy mình nói là do năm 2019 cái giá nhà nó tăng lên. Do đó là mình phải nhật thành phố nó tăng cái tiền thuế. Mình vào lịch sử căn nhà. Thì năm 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 cùng một chủ. Mình cái tên cái chủ nhà đó mình coi là cùng một cái chủ nhà. Năm 2011 cũng cùng một chủ nhà. 2010, 2009, 8, 7 cùng chủ nhà. Và năm 2006 là thuộc cái chủ sở hữu của KB Home. Công ty KB Home này xây dựng nhà rất là nổi tiếng ở Mỹ. Và KB Home lúc đó sở hữu cái đất này và xây lên cái nhà này. Năm 2006, 2007 là KB Home. Thì KB Home xây cái nhà này, do đó là KB Home cũng là một công ty nổi tiếng. Và đây là cái giá trị thị trường của từng năm một. Thường mình hay nhìn vào cái năm 2007 và 2017 là hai cái năm mà giá nhà nó cao. Đây là những thông tin khác. Thì để mà xem thông tin ở trên website của thành phố về cái nhà đó, thì trong cái phần của Zillow á, nó có để là county website. Cái chỗ cái hạt của cái căn nhà này á, mình có thể click vô đó mình xem cái thông tin, cũng rất là tiện. Mình xem để biết thêm thông tin về nhà cửa đó như thế nào ở trong cái chỗ này. Thì để mà chắc chắn về mà xác nhận thông tin nó đúng hay không thì mình vô cái website của thành phố này để mình kiểm tra lại. Gồm cái lý do description đó, nghĩa là cái phần về chủ quyền ở nhà này như thế nào, thông tin về như thế nào. Đó thì mình có thể vô chỗ website thành phố mình coi. Mình quay lại cái phần estimate. Mình ước lượng cái giá trị căn nhà là 175-207. Đây là cái phần mà mình thích nhất, tại vì những cái khu trong cái khu này cái giá nhà 175.000 thì nó gọi là rẻ, nó so với giá thị trường. Khi mình mua thì mình nói là người ta nói là mình kiếm lời được cái lúc mình mua chứ không phải là lúc mình bán. Nghĩa là khi mình mua, mình đã mua dưới cái giá thị trường rồi thì mình đã kiếm lời rồi, chứ không đợi tới khi mình bán. Thực tế là mình phải bán mình mới kiếm lời được. Tuy nhiên khi mình mua ở mức là dưới giá thị trường là mình đã có lời rồi. Thì với cái giá này mình có thể thuê năm hoặc 10 năm, mình có thể lấy được một số tiền và sau đó mình bán. Những bạn mới đầu tư thì có thể mua trả góp cũng được. Thì khi trả góp một phần nào 20% của căn nhà này thì cái phần còn lại cái người thuê nhà, mình lấy tiền thuê nhà mình trả cho căn nhà này. Đây cũng là cách sau khi những năm mình trả xong thì cái nhà này thuộc về mình có thể bán lấy cái số tiền đó. Thì những năm đó là cái người thuê nhà đã trả tiền cho mình chỉ tốn cái tiền là down payment lúc ban đầu để mua căn nhà này. Thì những bạn nào muốn dám nghĩ dám làm thì có thể quyết định mua những căn nhà như thế này á, mình sẽ có thể thêm cái thu nhập. Hoặc là những bạn chưa có nhà cửa thì nên coi, khi mà coi những cái nhà như thế này được, nếu mình thích thì mình nên
quyết định mình mua sớm, nếu không căn nhà này mình nghĩ trong vòng vài ngày và trong một tuần hay tuần gì sẽ bán được rất là mau. Đó, mình quay lại cái nhà mình coi chi tiết. Thì nói chung căn nhà này nó cũng sáng sủa, nhiều cửa sổ. Chỉ có cái phần thảm là cần phải thay đi. Nhưng mà mình thấy là như mình nói hồi nãy là cái phần thay thảm không phải là vấn đề lớn. Mình không thể mong muốn một căn nhà nó rất là perfect, nghĩa là nó chu toàn mọi thứ. Đó là lý do mà mình thường coi mình mua những căn nhà nào người khác cũng không muốn mua, mình sẽ mua đó. Lý do là cái giá của nó rất là tốt, sau khi mình sửa mình vẫn giá thấp hơn là những căn nhà đã hoàn thiện. Thì cái phần phía sau nhà cũng khá rộng. Phần trước nhà cũng khang trang. Chút xíu mình sẽ đi qua cái phần Street View để cho các bạn và đồng hương xem. Thì với căn nhà như thế này hiện tại rất là khó tìm. Nếu mình qua cái khu Garland thì cái giá này chỉ mua được những căn nhà cũ đời 60, 70. Căn nhà cũ và phải sửa lại rất nhiều. Cái khu Garland là khu của người Việt mình ở rất là đông. Nếu mình có tiền nhiều mình có thể mua những cái khu tốt. Tuy nhiên nếu mà cái số tiền mình hạn hẹp á, thì mình có thể chọn mua những cái khu nào mình chấp nhận được. Sau khi mình ở một thời gian mình có thêm tiền thì mình có thể đổi căn nhà này mua chỗ khác. Còn nếu hiện tại mình thuê nhà ở, mình sẽ những năm mình thuê sẽ mất số tiền của mình thôi. Do đó mình nên quyết định có thể mua căn nhà này mình ở, sau đó mình muốn đổi một chỗ tốt hơn thì mình có thể bán căn nhà này đi, giá trị căn nhà này vẫn còn hoặc là tăng lên. Chứ còn nếu mình thuê hiện tại bây giờ thì mỗi tháng nó sẽ mất số tiền của mình. Đó, đây là cái phần xem lại căn nhà. Xem nhanh. Thì cái diện tích căn nhà này cũng khá rộng. 3 phòng ngủ khá rộng. 3 phòng ngủ ở trên lầu, ở trên lầu 2. Và ở dưới chỉ là phòng khách, phòng ăn. Đối với những gia đình đông thì có thể phân chia ra, có thể ở thêm được ở cái cho cái nhà này, tại vì diện tích của nó là 2.500 square feet. Đó, mình quay lại cái hình của căn nhà để cho các bạn xem. Phía trước có cái cây. Thì cái cây này mình có thể cắt tỉa lại để cho căn nhà mình nó sáng sủa hơn. Tùy theo cái sở thích của mọi người, có thể và nhiều người thích thảm, tuy nhiên mình không thích thảm lắm, mình có thể thay gỗ ít nhất là hoặc thay laminate. Hoặc là nếu có điều kiện thì thay gạch, nhưng mà gạch thì cũng bền nhưng mà không đẹp bằng gỗ. Tuy nhiên nếu mình thay cái nền này bằng gạch thì rất là dễ lau chùi và nó rất là bền, cho thuê cũng rất là bền, không có sợ hư hao gì nhiều. Còn nếu gỗ thì mình cũng không có thể là mình lau chùi bằng nước được. Với lại nếu có mình cho thuê mà gỗ nó cũng cái người ở không có take care, không có lo tốt á, thì cái gỗ của mình sẽ bị hư. Nếu mình ở thì mình có thể thay gỗ được, còn nếu mà mình cho thuê tốt nhất là nên lót thảm là được rồi. Sau thời gian đó mà mình ở, mình có thể thay cái thảm khác. Hoặc là mình thay luôn là laminate hoặc là gỗ.
Đây là cái Street View. Mình xem cái khu của cái nhà này như thế nào. Đây cái nhà này. Hiện tại đây là khu nhà này cũng rất là đã thành lập rồi, do đó nhìn nó cũng khang trang. Căn nhà đối diện căn nhà này còn to hơn căn nhà đang rao bán. Phía trước có cái điện, do đó cũng sáng sủa. Đó là cái khu này cũng nhìn rất là khang trang. Thì cái khu này chỉ xây đa số là xây năm 2006, 2007, những căn nhà trong cái khu này. Do đó còn cũng khá mới. Rồi được cái là căn nhà này gần cái xa lộ, mình có thể chạy ra xa lộ rất là mau. Đi và ra xa lộ, đi xuống downtown Dallas chỉ 10 phút. Nếu các bạn làm ở Dallas Downtown thì căn nhà này là một trong những lựa chọn mình có thể mua, mình ở được. Hoặc là mình cho thuê, khu này gần Dallas Downtown do đó thuê cũng dễ không khó. Chúc các bạn mua nhà ưng ý và hẹn gặp lại.